Jenna Ortega, Wednesday, Lupita Nyong'o, Us và loạt diễn viên khiến bạn phải hú hét khi xem. Phim kinh dị luôn là đề tài được nhiều người săn đón, không chỉ Wednesday mà còn rất nhiều nữ diễn viên phim kinh dị khác được đông đảo khán giả yêu thích với lối diễn xuất độc lạ, ánh mắt sắc lạnh, tất cả đều khiến cho người xem rùng mình. Kinh dị luôn là thể loại yêu thích của khán giả và phát triển mạnh mẽ dù ở bất kỳ nền tảng nào. Trong năm 2022 có khá nhiều phim kinh dị nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới phê bình, được đón nhận từ khán giả và doanh thu ổn đối với chi phí sản xuất. Phần lớn lý do tại sao để loại phim này mang tính biểu tượng như vậy phụ thuộc vào nhân vật trung tâm. Cụ thể đây là Scream Queens. Đây là thuật ngữ khi nhắc đến những nữ diễn viên chuyên thủ vai chính trong hàng loạt các bộ phim kinh dị nổi tiếng. Những nữ diễn viên này đã tạo nên tên tuổi của mình bằng cách xuất hiện trong một số bộ phim kinh dị, mang đến những mà hóa thân khiến khán giả có những trải nghiệm tuyệt vời đối với bộ phim nói chung và nhớ đến nhân vật nói riêng, đồng thời củng cố vị trí của các nữ diễn viên này trong danh sách Scream Queens được nhắc đến. Jenna Ortega. Hiện tại làn sóng Wednesday đang phủ toàn bộ các nền tảng từ sự yêu thích của khán giả đối với bộ phim. Một bản phim mới mẻ về văn hóa đại chúng Mỹ The Adam, về điệu nhảy đang làm mưa làm gió và không thể không kể đến mạng hóa thân Wednesday vô cùng xuất sắc của nữ diễn viên Jenna Ortega đã khiến tên của cô xếp vào danh sách Scream Queens thế kỷ 21. Jenna Ortega được xem như một sự lựa chọn không thể hoàn hảo hơn cho vai diễn cô gái tuổi teen lập dị Wednesday. Với nét đẹp ma mị cùng thần thái thông minh lãnh đạm, nữ diễn viên Jen Jack làm toát lên được những đặc trưng riêng của nhân vật Wednesday, gây ấn tượng mạnh trong lòng khán giả. Trước đây, nhân vật Wednesday cũng từng được thể hiện rất thành công bởi Christina Ricci trong phiên bản The Addams Family 1991. Vì vậy, việc tạo dựng được nét riêng cho phiên bản Wednesday của riêng mình khiến Jenna Ortega được đánh giá cao. Anya Taylor-Joy, thứ hai, một trong những cái tên thuộc danh sách It Girl. Anya Taylor-Joy, nữ diễn viên phủ sóng ở khắp mọi lĩnh vực nền tảng. Cô nàng là bóng hồng vô cùng tài năng khi luôn được săn đón ở rất nhiều dự án điện ảnh với sự hóa thân thành nhiều nhân vật trong nhiều thể loại. Tuy nhiên, Anya Taylor-Joy đã tự đặt tên cho mình trong thể loại kinh dị, đóng vai chính trong The Witch của đạo diễn Robert Eggers trước khi đảm nhận trong phim Sleep và Top Rest. Năm ngoái, Taylor-Joy nhận vai chính trong phim tâm lý kinh dị Last Night in Soho của đạo diễn Edgar Wright và năm nay bùng nổ trong The Menu của Mark Mollett. Nữ diễn viên sẽ không bó buộc bản thân ở bất kỳ thể loại nào và không thể phủ nhận việc cô sẽ luôn là cái tên được săn đón. Samara Weaving. Tiếp theo đó chính là Samara Weaving. Cô nàng đã có bước ngoặt vào năm 2019 khi nữ diễn viên đảm nhận vai chính trong bộ phim kinh dị Ready or Not, nhận được nhiều sự hoan nghênh của giới phê bình và khán giả. Qua màn thể hiện đấy đã đẩy cô trở thành cái tên Scream Queen trong những năm gần đây. Mia Goth. Trong năm 2022, không chỉ Jenna Ortega, Mia Goth cũng là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều trong loạt phim kinh dị khi nữ diễn viên tham gia vào hai bộ phim điện ảnh của nhà A24 là It và Bio. Với tín đồ phim kinh dị thì không thể bỏ qua xưởng phim A24, nơi cho ra những bộ phim độc và lạ và nhiều Scream Queens tiềm năng được khám phá tại đây, và Mia Goth không ngoại lệ. Nhắc đến Mia Goth, chắc hẳn sẽ phải kể đến Sophia của đạo diễn Luca Guadagnino, phát hành vào năm 2018 và tạo nên làn sóng bỏ chạy vì yếu tố bạo lực lẫn kinh dị. Nhưng chính vì thế mà cái tên Mia một lần nữa được các đạo diễn phim kinh dị săn đón và giúp cô lọt vào danh sách Scream Queens thế kỷ 21 khi được nhắc đến. Ryan Murphy, cha đẻ của nhiều loại phim kinh dị nổi tiếng, và nàng thơ tiếp theo của ông sau Jessica Lange không ai khác ngoài cái tên Sarah Paulson, nữ diễn viên từng đoạt giải Emmy khi góp mặt trong series nổi tiếng American Horror Story trong hơn một thập kỷ. American Horror Story nổi tiếng với nhiều yếu tố khiến series này là cái tên ai ai cũng từng xem qua ít nhất một mùa hay được nghe đến, và cái tên Sarah Paulson cũng là cái tên đi kèm. Nữ diễn viên với nhiều biểu cảm, nhiều cách hóa thân qua mỗi mùa cho thấy đây là cái tên không thể đùa được với diễn xuất. Không chỉ gắn liền với phim truyền hình mà gần đây là series Ratched, Sarah còn nhận được nhiều phản hồi tích cực khi tham gia phim kinh dị Run, bảo chứng khả năng diễn xuất, và chính vì thế mà cô cũng góp mặt trong danh sách những Scream Queens thế kỷ 21. Lupita Nyong'o. Cuối cùng không ai khác đó chính là Lupita Nyong'o, là một cái tên vô cùng tài năng. Chỉ với một bộ phim để tạo dựng tên tuổi với thể loại phim kinh dị, không ai khác chính là Lupita Nyong'o. Màn thể hiện của cô trong Us, bộ phim kinh dị ăn khách năm 2019 của đạo diễn Jordan Peele. Vai diễn đã giúp cô chạm đến tượng vàng Oscar danh giá, và điều này khiến cô được tất cả mọi người công nhận về khả năng diễn xuất, cũng như giúp cô tiến xa hơn trong sự nghiệp.